Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì trong quá trình sử dụng các dòng máy in công nghiệp của hãng Bodac, thì nếu như mọi người gặp một số trường hợp như máy không hiểu giấy, in ra bị lật tem, thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người một trong những cách để có thể là fix được lỗi đó bằng cách đó là calip máy đối với dòng máy in công nghiệp của hãng Bodac. Thì đầu tiên thì mọi người cần tìm một cái nút nhỏ ở phía sau lưng máy để calip, thì em sẽ chỉ cho mọi người nha. Thì em sẽ nói sơ bộ qua cái cách calip đó là mình sẽ nhấn vào nút nhỏ đó 2 đến 3 giây thì máy sẽ tự động chạy giấy ra. Thì cái nút nhỏ ở đâu mọi người cùng tìm em ha. Thì đây, cái nút màu nâu nhỏ ở đây mọi người có thấy ha. Hầu như các dòng máy in công nghiệp đều có nút nhỏ ở đây. Mục đích là để calip máy thì mọi người sẽ nhấn giữ cái nút này 2 đến 3 giây. Sau đó giấy ở phía trước nó sẽ tự động chạy ra và máy tự động calip. Thì sau khi calip xong thì mọi người có thể tiến hành đi thử để xem có khắc phục được cái lỗi đó không. Thì bây giờ em sẽ tiến hành các bước để cho mọi người xem ha. Thì đầu tiên thì mọi người nhấn giữ cái nút phía sau mà như lúc này em quay chỉ cho mọi người 2 đến 3 giây. Đây, nhấn giữ 2 đến 3 giây. Thì tiếp theo mọi người có thể thấy ở trên màn hình nó hiển thị auto sensing mà giấy đồng thời nó cũng chạy ra khoảng tầm 3 tờ giấy trắng ha. Thì sau khi mà nó kết thúc cái quá trình chạy giấy thì coi như cái bước calip cũng đã xong. Thì mọi người hãy nhấn test giúp em thử bằng cách nhấn nút fit hoặc là nút enter ở đây. Hay còn gọi nút enter ở đây ha. Đây, giấy nó chạy ra ngay đúng cái gáp xé cho mình. Coi như máy nó đã hiện hiệu giấy và cái quá trình calip đã hoàn thành. Mọi người có thể nhấn test thêm một tờ nữa để xem ha. Đây, nó sẽ chạy ra ngay đúng gáp xé ha. Và màn hình nó cũng báo ready, không báo lỗi gì. Thì cái quá trình calip giấy đã hoàn thành. Thì hy vọng video này có thể giúp ích được mọi người và mọi người có thể thực hiện. Thì nếu như mọi người cần hỗ trợ hoặc liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioimavach.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.